Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Hôm nay là phiên ngày 25 tháng 5 thứ 3, thì em giới thiệu anh em tất cả là 30 sản phẩm bao gồm đồng hồ cơ và đồng pin từ thương hiệu Nhật và Thụy Sĩ. Xin cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh của em Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn và nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất anh em nghe. Em lên con đồng hồ số 1. Con này là Oren 3 sao. Có một lịch có một núm đây anh em. Núm này là núm lịch bơm. Bơm của cái đó, bơm của cái thứ này. Và cái lịch bơm này hình như là cũng có chia ngày đây bên em nghe. Một nút đen, một nút trắng. Dưới thì em rút ra một nắp. Đó, đây người ta gọi là lịch dài. Mũi tay đánh vào cái ngày nào thì chính xác ngày đó anh em nghe. Rút hai nắp thì em chỉnh được giờ. Mặt số trắng còn rất đẹp anh em. Kim con này cũng có dạng quang cọc số và kim giờ cũng phút có dạng quang. Tất cả ring anh em nghe. Đó có cái logo hai sư tử của Oren. Con này tay dài tầm khoảng 17 đổ lại anh em nghe. Ở trong đi hết rồi nè. Tất cả ring dây ring. Đó, dòng máy lên em, dòng máy Oren, dòng máy con này cũng nhìn cũng tương tự với dòng máy của thằng SK. Khá mới anh em nghe. Mặt số cũng rất ok nè, nước thép đúc còn đẹp. Con này xe 37, 1,4 triệu anh em nghe. Và cái size của cái dây là 17 đổ lại. Con số 2, con này là con búp chơ trên tất cả dây khóa. Con này cũng có chữ có logo bút chì rơ luôn em. Da hạt gạo đúc rất xịn sò lên nghe. Con này cái nước thép của nó cũng là thép mù, còn nó như cái sớ nè. Kính mica, cọc cả đen, kim sơn đen. Dòng này chạy máy ETA, có hỗ trợ có tay em nghe. Và có hai nắp, một nắp là chỉnh viên ngày. Số 3, số 4, một nắp là chỉnh giờ. Đó, nắp lên chạy thôi em. Con này cái size tay còn rất dài, em có kiểm tra rồi. Cái dây này còn ở trong đi tới còn tới 1, 2, 3, 4, tới 6 nắp nữa em nghe. 5 nắp nữa. 5 nắp nữa và cái tay em vẫn còn dư một khúc nè. Đó.
nắp đáy có logo của Oren, của Buxerer đây nè. Đó, có logo 1888 Buxerer. Con này có logo khá là hay. Cái máy đây, máy 25 chân kính đang chạy chuẩn. Buxerer là thường nó dùng dòng máy của ETA anh em nhé. Hầu hết là như vậy. Con này là máy 2783. Và cái logo ở trên cái nắp đáy cũng rất đẹp. Đóng cho switch mát đầy đủ. Buxerer là thương hiệu rất nổi tiếng anh em nhé. Thương hiệu rất nổi tiếng ở châu Âu. Và thương hiệu này xếp vào cái dòng đồng hồ đắt tiền á. Mặt số còn rất đẹp anh em. Size con này là size 36. Nhỉnh một chút xíu, tầm khoảng 36,2. Không tính núm. Form rất đẹp, rất ôm tay. Lên tay rất chắc chắn, và cái anh em lưu ý là dây này hạt gạo đúc anh em nghe. Dây gạo đúc. Cái khóa này cũng có cái logo của Buxerer. Con này số 2, 3,5 triệu. Con số 3, một con này cũng Odin. Con này lên có tay anh em nè, mặt khổ phách. Hai bên thì nó màu đậm trong nhạt lằn. Con này chạy máy Thụy Sĩ anh em. Thụy Sĩ hình như máy Thụy Sĩ một chân kính đó. Người ta gọi là máy xì cúc. Lắp đáy này. Con này riêng tất cả anh em nha, riêng cả dây khóa này, phom trứng này, kính này kính Mika. Lên cốt là chạy thôi, dòng chạy rất là ok anh em nha. Điểm đo cái dây, ở trong không còn mắt nào, đây, ở ngoài thì nó sẽ tầm tay khoảng 17 độ lại anh em, em dây chút xíu thôi, tay em là 16,7 anh em nha. Hiện tại thì khoảng còn 16,5. Odin 16,5 là tay cũng là tương đối to rồi anh em, nằm trong dàn tay to rồi. Con này size 36,5, không tính núm. Con này là số 3, 6,5. Con số 4, con Technot rất đẹp anh em. Technot mặt khổ phách. Điểm lau qua dấu vân tay. Mặt khổ phách anh em. Đó, cái mặt khổ phách này. Mặt kính sapphire. Con này dòng mà dòng automatic. Có một ô lịch góc 3 giờ. Lịch 3 giờ lịch nhanh luôn nghe. Con này chống chạy máy 28 ngàn dao động. Và cái núm này núm ring. Núm vàng có đóng chữ Technot này. Con này dây khóa linh kiện này nghe, khóa bấm khá là tiện. Logo là đáy Technot đầy đủ. Dây con này thì cũng tầm khoảng 17 đổ lại thôi. Đó, 17,5 anh. 17,5 anh em, 17,5 đổ lại. Và cái khóa là khóa bấm. Form này người ta là form trứng hoặc là gọi form mai rùa. Để mở máy. Đây là dòng máy Technot chạy máy ETA 20 25 chân kính phải. Máy còn rất mới đây nghe. Anh em có thể về mở ra kiểm tra máy. Đó, máy cũng khá là mới anh em. Vân xoáy đầy đủ mà máy đang chạy chuẩn. Con này cũng chạy máy hình như là 2824 anh em. Dùng máy
dùng máy cao cấp của ETA, máy đời đầu chạy 280 dao động. Con này cũng có hacking stop nè. Đó, dừng kim dây khi anh em rút là hết cỡ. Số 4, 1.700.000. Con này xoay ngang của nó là tầm khoảng 33.5. Xoay dọc của nó là tới 37.2. Con này đang quay xoay tròn tầm khoảng 35 đến 36 anh em nghe. Số 4. Số 5, một con đồng hồ độ mới rất cao, dòng Maxim Watch Time. Con này là dòng VIP anh em nghe, Watch Time Maxim dòng VIP chứ không phải dòng bình thường. Dòng cao cấp đó, mặt số màu bạc như ánh tím anh em. Cái màu này thì chắc chắn là khi anh em cầm về nó mới thấy, quay video là không có rõ. Ánh tím anh em nghe và trải tia cực đẹp luôn. Form vuông, hay người ta gọi là form bánh chân, con này đặc biệt về với sợi dây ring. Đó, sợi dây Watch Time này có cái logo Watch Time và trên này cũng có chữ Watch Time. Ở dưới đây thì có một cái logo độ đồng xu nè. Con này cũng nghĩ là cái logo này người ta độ thôi. Độ đồng xu rất đẹp đấy nè. Đó, đồng xu kiểu như bằng xu bằng bạc hay là bằng hay là lắc kê bạc ấy. Khá là đẹp, có số 2014. Dòng lên tay đẹp lắm anh em, tuyệt vời luôn. Và anh em lưu ý là dòng này là dòng VIP, thành ra là nó size nó sẽ to hơn cái dòng Watch Time thường chút xíu. Watch Time thường á, size của nó chỉ tầm 31 thôi anh em, còn con này tới 33.5, to hơn một chút xíu. Và chạy cũng chạy dòng máy ETA 28.000 dao động và có hacking top. Đó, em rút ra là kim dây nó dừng này, chỉnh lịch nhanh. Đó, lịch nhanh này. Và rút ra sẽ kim dừng kim dây. Rất đẹp anh em nghe. Con này số 5, 2.800.000. Con này thì cái máy của nó là máy ETA. Anh em nghe, máy ETA tương tự như máy này. Đó, nó tương tự như máy này anh em. Chạy 28.000 dao động, chạy dao động cao đó anh em. Số 5, 2.800.000. Con này về chúng sợi dây cực kỳ đẹp anh em. Sợi dây dây lụa thủy sĩ rất mịn. Dây này cũng tiện, chỉ cần xỏ vô đây là gấp lại thôi anh em. Số 6, một con đồng hồ Zippo Automatic, mặt rất đẹp. Mặt số hộp tròn có trải tia và có vân xoáy em nghe. Automatic, con này là con đồng hồ mà em nghĩ là Zippo đặt hàng của Nhật cũng làm đó. Máy Nhật này, máy này máy Miyota của Nhật. Bản lộ cơ, nắp đáy thì có màu, nắp đáy có viên kính màu màu trà này, màu cà phê á. Ở đây có ghi chỉ là Listen 6 by Zippo. Đó, con này là Zippo đặt hàng anh em nghe. Rất hay. Cho những anh em nào mà siêu tầm Zippo có cái đồng hồ này cũng hay lắm. Size lớn anh em nghe. Size 42. Nghe quá linh kiện. Dòng máy này thì có hỗ trợ cắp tay anh em nghe. Có hỗ trợ cắp tay. Và chỉnh lịch nhanh. Cái kim dây thì cũng có chữ Z anh em, chữ Z giống như cái logo của Zippo, chữ cái đầu tiên của Zippo. Lịch nhanh anh em nghe. Có một cái cọc 60 từ 5 đến 60 ở phía ngoài nữa, cả dây. Nước thép còn rất đẹp, còn nguyên cái sớ ring luôn. Sớ này sớ ring này. Ở dưới bóng ở bên hông thì sớ ring.
núm cũng riêng, con này số 6, 1.600.000, chạy máy Miyota của Nhật anh em nghe. Đó, đóng chuyển xe băng góc này, kính màu trà nên không thấy được, và nó ghi Zippo 03, Zippo em nghĩ là Zippo đời 03 đó. Con số 7, con này là con đồng hồ Seiko 5, mặt màu xám tro rất đẹp, màu xám kiểu như xám tro này, trải tia đều luôn, ở ngoài có bộ đèn chó đẹp lắm em, và cái cọc cũng có sơn đen hay là đính đá đen gì đó. Con này lịch bơm đó, lịch bơm cả hai lịch em, nắp đáy này, dòng Seiko 5 này nó thiết kế cái mặt số khá hay lên nghe, size 37, dây khóa linh kiện. Con này chạy máy 21 chân kính, cái lắp đáy nó cứng quá nè, anh em nào mua thì em sẽ bổ sung cái máy sau nghe. Con này em có coi máy rồi, máy cũng khá mới, chạy chuẩn giờ đó. Con này số 7, 1.200.000. Con số 8, một con Watch Time, mặt màu xanh nước biển rất đẹp. Con này kính có rạn nên nghe, kính có rạn, nhưng mà kính này kính ring, có một cái lớp ring này, thành ra em không thay. Thì anh em nào muốn mua về thì mình tự thay nha, còn kính ring thì em sẽ để lại, có rạn đôi chút thôi, không ảnh hưởng nhiều tới cái độ đẹp của đồng hồ. Hỗ trợ có tay, con lịch lịch 24 giờ anh em nghe, lịch 24 giờ thì anh em xoay theo 24 giờ sẽ nhảy thôi, rất đơn giản. Hiện tại là đang ngày 1 đó, nhảy lên số 2 rồi nè, lớp đáy đây, con này là Watch Time. Em xem cái máy này, cái máy của nó là máy Watch Time HT107, con này chạy 17 chân kính, máy đang chạy chuẩn anh em nghe, ba lăng đá rất mượt. Con là size 35 anh em, tầm 34.5, 34.5 không tính lắm. Con này số 8, 2.000.000, dành cho anh em nào mà hợp phong thủy màu xanh á, xanh nước biển rất đẹp anh em. Con này là con Longines, cũng mặc màu xanh, nhưng mà con này màu xanh hơi đậm chút xíu, có sớ lụa sọc xuống như vậy này, dòng có tay, form vuông rất đẹp, núm ring. Con này lắc kê vàng lên nghe, nắp đáy inox, dây khóa linh kiện, điểm đo size trước. Con này size tầm 29.5, 29.5 bề ngang này, chiều dọc của nó là tới khoảng 33.5, 33.3 này, 33.3 không tính lắm. Đó, 33.3 với lại 29.5 thì anh em quay trên tròn tầm khoảng 34 anh em nghe. Lên tay rất đẹp, con này là form mỏng, dành cho anh nào mà cái cổ tay cũng vừa vừa, tầm như em là đẹp rồi nè. Đó, chạy chuẩn giờ, máy chuẩn của Longines.
dòng máy đây em, dòng máy Longines 17 trên kính, máy 52C phải, nắp đáy này đóng chữ Longines 1192832, mặt số còn rất đẹp nè, kim cọc vàng này nọ, còn con này cái nước vàng cũng rất ok luôn. Con này lắc kê tầm khoảng 20 gram, số 9 2,6 triệu lên nghe, Longines. Số 10 con đồng hồ rất đẹp anh em, con Enica Ultrasonic. Con này là em nhớ vừa rồi em bán một con hồ trước Tết á, năm ngoái á. Dòng này là dòng 21G Super Tết, đúng rồi. Super Tết 21G lên có tay. Và cái mặt của nó là trắng một lớp men anh em nghe, men trắng như gương á. Hay người ta là mặt trắng gương cũng được. Và nó trắng một lớp gương, nó bảo vệ tất cả các cọc số. Rồi cái logo Enica và chữ Ultrasonic này. Còn riêng cái chữ mà riêng cái chữ 21G và chữ Supertech này, nó sẽ in trên cái mặt gương đó. Đó, rất đẹp anh em. Đó, góc này là em thấy cái bóng đổ này, bóng đổ từ chữ cái chữ Supertech nó in xuống cái mặt kính đó. Tại vì nó cao hơn cái mặt số chút xíu, nó in lớp gương mà. Nước vàng rất đẹp, và đặc biệt con này nó còn cái logo ring. Em nhớ là cái con vừa rồi em bán cái logo của nó mất rồi. Còn con này còn nguyên một cái logo ring chữ Enica. Cái giống như nó bằng kính hay bằng nhựa, chữ trong Enica nó làm vàng đẹp lắm anh em. Có logo hình bông mai rất đẹp. Con này là tuyệt vời luôn. Lên tay để lắm anh em, con này bắt sáng cực tốt, cái kim cọc của nó còn sáng trưng, tại vì nó được bảo vệ, nó trán qua một lớp kính bảo vệ. Size tầm khoảng 35 và 4,97 là 35, không tính núm. Dây khóa linh kiện, con này số 10, 3,4 triệu, mặt số đẹp lắm anh em, không chê vào đâu được. Nắp đáy cũng vậy, có một cái logo ring. Và cái máy cũng vậy anh em, cái máy con này là cái dòng máy 21G nhưng rất đặc biệt. Thường cái dòng máy 21G của Enica em bán cũng nhiều rồi, nó màu vàng vàng, còn con này là máu vàng vàng hồng, giống máy của Omega. Đó, cái góc này ghi chữ Supertech này, Supertech 21G. Máy rất đẹp anh em. Riêng hai cái bánh răng này cũng trải tia cũng khá là hay, trải vân xoáy này. Đó, em thấy vân xoáy theo cái hình kia đồng hồ đó. Hình này. Đó, cái chữ Enica này trông cũng hay lắm. Nó vắt cạnh. Và cái chất liệu này em cũng biết chất liệu gì, còn bóng loáng nè, kính hay nhựa gì đó. Rất đẹp anh em. Con đồng hồ thì giá trị không cao lắm nhưng mà cái độ hài lòng của nó là rất hay. Bản thân em cũng rất thích con đồng hồ này. Số 10, 3,4 triệu. Số 11. Con này là con Oren em, Oren thuyền buồm. Mặt số của này là mặt số độ anh em nghe. Nhiều anh em chơi độ cái mặt này, nó hình như là bọc vàng rồi chạy cái hình thuyền buồm, thuyền của châu Âu em nghe, thuyền này thuyền của châu Âu rất đẹp, mặt vàng khè luôn. Nói chung là con này lên tay là đẹp lắm em, lên tay là sáng thì khỏi nói luôn, vỏ vàng còn đẹp còn ok, chạy cục tay máy Oren.
Đây cái dòng máy này nè, dòng máy Orange 1 sao đó, em thấy còn khá là mới anh em nghe, còn rất mới. Và cái miếng kem này cũng là miếng kem ring luôn, máy đang chạy mượt. Con này 19G. Xe của nó là xe 35,2, không tính nấm, số 11, 2,3 triệu. Số 12, một con Electron Graphic cho anh em. Con này mặt số rất đẹp, mặt số trắng men, và cọc số cũng, con này thì cọc số này thì có hình con rô, cọc số này hình mũi tây đó, nó hướng vào hai đó anh em. Con này cũng rất cổ rồi, dưới này nó chỉ suýt mát chạy mấy thị sĩ. Vỏ bọc vàng, đá inox. Cái máy đây nè, dòng máy Electron 17G, 3 vị trí tinh chỉnh, sheet mask. Đó, cái dòng máy này không phải đơn giản đây nè. Dòng máy 2 sao và chạy 3 lăng gai. Một số dòng máy cổ rất nổi tiếng và chạy chuẩn giờ. Đó, cái nắp đáy khá đóng anh em cũng thấy nó xịn sò như thế nào nè. Graphic nè, bên này đã đóng chữ VNS 194 Electric 1914, thì em không biết là cái năm của con đồng hồ hay là năm của kỷ niệm của cái hãng thành lập nữa. Nên là mua về thì tìm hiểu kỹ cái vấn đề đó nghe. Size con này là size 34. Size 34 không tính nấm. Form rất đẹp. Dây khóa con này về sẽ dây là điệu và khóa linh kiện. Con số 13, con này là con Seiko Skyner, con này 21G, chạy máy cốt tay. Mặt số rất đẹp lên nha, mặt số con này là lên dầu màu mặn á. Đó, nhiều con thì nó lên hết cái mặt số này màu mặn luôn. Còn con này nó lên ở giữa, chuẩn bị tỏa ra hai bên, rất đẹp nha. Mặt số này nó lên dầu, có giá trị sưu tầm rất cao. Đó, nắp đáy vàng luôn. Con này là nắp đáy là Goldfield, còn vỏ bọc 20 micron, vỏ thì cũng có chút trài suốt nhẹ lên nghe, theo thời gian thôi. Ngoài ra thì nó vẫn còn rất ok, mặt trai còn đẹp. Đó, con này về với sợi dây cá sấu mềm và khóa linh kiện. Đó, dòng máy Seikosa 21 chân kính, ba lăng đá rất là mượt, 402 luôn nghe, dòng máy 402, nắp đáy đóng rất đầy đủ này. Đó, nó đóng rõ ràng là 20 micron ở mặt trên, và mặt dưới thì ghi là Buck Goldfield, có nghĩa là cái nắp đáy nó sẽ đóng rất dài gấp mấy lần so với cái vỏ đồng hồ, để cho nó kiểu như cái nắp đáy tiếp xúc với cái mồ hôi tay của mình đó, nó không bị oxy hóa nên nghe, đơn giản như vậy thôi. Con lên tay rất đẹp anh em. Size của nó là size 37 nè, một con này size rất là lớn nè, 37, nhìn cho nên là có cổ tay to. Số 13, 2 triệu. Số 14, một con Enica em nghe, Enica mặt vàng, góc từ bên này từ 3 tới 4 giờ thì nó có lên dầu em nghe,
Dây này dây cũng lắc kê vàng luôn, dây này lắc kê, và dây này cũng là kiểu như dạng cùm anh em nghe, kiểu như vậy đó, rất là đẹp anh em. Dây lụa rất là đẹp luôn. Thì cái dây này á, cái tay của nó là tương đối to anh em nghe, đó nó còn đem đeo vào. Đó, em đeo vào là hơi rộng này. Em nghĩ cái tay này anh nào tầm khoảng 18,5 là vừa. 18,5 là vừa nghe. Còn tay em là hơi rộng chút xíu. 18 đến 18,5 hợp lý. Nắp đây nóc. Còn này cái nước đó kê vàng cũng đẹp lắm anh em. Đó. Hoa bấm vàng kiểu như vàng cát ra nè. Con này xoay ngang của nó là 28, xoay dọc của nó là tới 33,7, rất lớn nè nghe. Con này không phải là xoay nhỏ đâu, tại vì cái cổ dây đã như vậy rồi, không có càng, thành ra nhung hồ như to. Còn size này em quy xoay tròn tầm khoảng 35 đến 36. Con này gót tay anh em xem cái máy này, dòng máy EK. Máy con này có cái số rất đẹp, nhưng mà phên lụa 17G đóng EK góc này, và cái đắp đáy cũng đóng rất đầy đủ này, EK. Con này số 14 950, số 15 một con đồng hồ của Quýt cho anh em, có kim rúng, mặt cọc số hộp tròn, mặt trắng, lên dây là chạy. Con này số 15 850, con này về với sợi dây ring và một cái đồng xu của Nhật thì phải, hoa văn rất là đẹp đồng xu này, màu nó lên đen đen, em nghĩ là dễ đồng xu bạc lắm, cũng chưa chắc lắm. Con này chạy máy cơ anh em nghe, chạy máy cơ và đang chạy ok. Đó, cái dòng máy cơ tách cầu rất đẹp anh em. Hoa văn đầy đủ. Bên này nó đóng chữ High Class nè. Hayashi. Đóng chuyện khá đầy đủ vào cái dòng máy tách cầu anh em. Trong máy cũng có hoa văn luôn. Mặt trước rất đẹp. Con này size của nó sẽ 40 nè. Số 15 850. Số 16 một con Quýt cho anh em, con Quýt nguyên hộp. Quýt của Nhật Bản nguyên hộp, hộp da có hoa văn ở đây. Là cái logo thương hiệu đó luôn. Quýt này có một cái hộp này có một cái kẻ đường kẻ vàng đẹp lắm. Đây, đây là một con Quýt rất đẹp nè. Ở đây có một sợi dây sơ cua này. Cái dây này là dây kiểu như nó giống một cái lắc tay ấy. Còn đây là tổng thể con này. Ở dưới đây có in hình một con chim giống chim phượng hoàng hay là chim công vậy đó nè. Trái một lớp mang lên, hoa văn nổi, độ mới cực kỳ cao, con này độ mới rất cao, ở bên này cũng vậy. Con này có một cái kiểu như hắn chạm chỗ rất tinh xảo em nghe, và cũng nhìn có tính thẩm mỹ cao lắm. Tuy là chỉ là Quýt thôi mà em thấy rất đẹp đó, anh em thấy không, trang men, hoa văn và màu sắc này nó rất là công phu và tỉ mỉ. Dây này thì cũng dây riêng luôn. Con này chạy máy Nhật. Con này thương hiệu của Nhật nên nghe.
em tách ra nè, tách đầu ngón tay được, góc này có một cái G em tách ra được. Trong này đóng chữ tiếng Nhật và nó con này là con Lamy. Dưới đóng chữ cho băng và dưới sau đóng thông số. Con chạy máy hai kim, cọc số là mã mặt trắng, độ mới rất cao, gần như mới cứng à. Xe của nó là xe 34 anh em. Xe 34 và cái chiều dài, cái độ dài của nó là tới khoảng 11 ly. 11 ly nữa nghe. 1 phần 1 á. Và cái hoa văn của nó phải nói là tuyệt vời luôn. Đây là cái này hình như cái lắc nó kèm theo nè, mất quýt chỗ đây á, nên thấy không, cái lắc này nó hồng hoa văn đẹp chưa. Bên đây thì nó là vàng có cát, còn có logo cái chim, logo cái bông hoa nổ. Bên đây thì nó trắng một cái lớp men men màu bọc đô á. Trong thì hoa văn nó có cạnh nhỏ thôi, dưới này có truyện hai cái chữ tiếng Nhật phải. Đó, tổng thể là như vậy. Hộp còn rất đẹp. Con này số 16, 1,2 triệu. Số 7 cũng là con quýt anh em. Con quýt Nhật, con quýt tri cốc luôn, là quýt tri cốc. Con này cũng còn nguyên hộp. Đó, còn hộp không biết hộp của tri cốc là hộp nào, nhưng mà nhìn có khung khổ rất là hợp. Con này 3 kim, chạy máy Nhật, độ mới rất cao. Đó, EGB. Con này là cũng là chạy máy Nhật và cái vỏ lắc kê, dây khóa ring luôn. Con này size lớn hơn chút xíu, con này size tới 37 nè nghe. 36,95. 37 không nấm. Nó ăn gọn gàng như vậy. Hộp màu xanh. Con này số 17, 6,5. Số 18, một con đồng hồ Sima, 1,6 triệu anh em. Con này cái mặt của nó có lên đốm đốm, kiểu như gì em cũng không có hiểu. Văn sóng ngang như vậy, mặt màu màu trắng mà ngã hơi hồng hồng hơi. Có một nhìn cũng khó hiểu luôn nè. Anh em nhìn trên hình ảnh thì có thể nghĩ ra được, chứ không biết cái mặt này màu gì. Hình như là màu hơi hồng hồng mới kiểu như vậy. Ring tất cả, dây ring đúc, logo cũng Sima luôn. Con này là suýt mát chính hiệu. Ở dưới còn nguyên cái một miếng dán anh em. Đó, có miếng dán nè. Con này chạy máy V8. Máy V8 của Thụy Sĩ anh em nghe. Dòng máy cũng cao cấp nhất của Thụy Sĩ, bên Thụy Sĩ là máy V8. Và cái dây của nó ở đây còn tới một mắt nữa, còn một mắt nữa. Và dây của nó tầm khoảng 18,5, 18,5 đổ lại. Đúng rồi, 18,5 đổ lại anh em nghe. Em đo size trước để mở máy sau. Size của nó là size 35,5. 35,5 không tính đấm. Đó, đây là cái dòng máy V8 của Thụy Sĩ nè. V8 thì nó chữ Sima. Lật góc bên này là thấy được nè, con này chạy 8 chân kính.
8 hay 7 nhân kính gì đó. Nó cái thông số sẽ truyền cái góc này anh em. Những con đồng hồ có cái dây như vậy thì mở máy rồi mà xem máy cũng hơi bất tiện chút xíu anh em nghe. Nó chỉ bị tán góc này và nó truyền chân kính góc này. Và thời gian mở máy để cho anh em xem thì cũng chung cũng mất thời gian chút xíu, nhưng mà nó cũng phải phải làm thôi. Con này số 18, 1,6 triệu. Cái mặt số rất hay em nghe. Đó, con này dạ quang cũng sáng lắm anh em. Số 19, một con đồ Thomas, con này bản quân đội anh em nghe. Quân đội niềng xoay. Dây khóa là con này dây khóa đúc luôn, hoặc gạo đúc. Đó, sợi dây cũng rất là giá trị này. Ở sau thì cũng có không có logo. Cũng chưa chắc là dây riêng anh em, nhưng mà dây hạt gạo đúc. Thomas niềng xoay, cái núm thì góc 4 giờ. Núm thì núm cổ chai. Đó, rút ra một lát anh em chỉnh được cái lịch là ngày này, lịch thứ nhảy này. Con này cũng chạy máy thủy sĩ phải. Đúng rồi, con này chạy máy thủy sĩ này, cũng mới V8. Đây, cái dòng máy V8 này, rất xịn. Cũng tương tự như con kia, như con Sima, và cái đóng có thông số ở góc này. Đó, ngay chỗ cái bẩn này. Điểm đó có dây. Dây còn rất dài nè. Rồi xong còn thứ 3 mắt nữa. Và dây còn khá là dài. Con này số 19, 1 triệu. Số 20, một con Wenger của thụy sĩ này. Con này chạy với thụy sĩ và con này bản quân đội, kim cọc là anh em thấy là quân đội đó. Dây khóa ring có dấu cộng của Wenger. Con này số 20, 500. Đó, con này là tay đúng 16 năm đổ lại luôn, không có hơn nghe. À, trong đây còn thêm một mắt nữa. Trong đây còn một cái sơ cua này nút ra được. Con này cái mặt số của nó bị xước nhẹ, để rút ra cho anh em xem. Đây, nó có bị có một cái xước góc này anh em nghe. Đây góc này này, góc tầm 10 đến 11 giờ. Ngoài ra còn rất đẹp, cọc số dạng quang luôn. Niềng có cả số, con này xe 38, số 20, 500. Số 21, con là con Seiko AGX, một dòng đồng hồ chạy pin tự sạc lên nghe. Chuẩn bị nhảy ngày, thứ nhảy này, ngày cũng nhảy luôn. Con này mặc số vàng, mỡ gà rất là đẹp. Dây đề mi. Đó. Dây đề mi nhìn khít lắm, mà em cũng không biết dây riêng không. Thôi mình không đóng chữ Seiko. Ở đây. Dây riêng em nha, đóng chữ Seiko góc này. Dây đúc. Con này chạy pin tự sạc, pin rất bền.
một dòng đồng hồ gọi là độc quyền nha, độc quyền của Seiko. Size dây của nó là tầm khoảng 17,5 đổ lại. 17,5 đổ lại anh em nghe. Con này là size 36. Đúng rồi, đúng rồi, con này size 36, 35,78. Cái máy đây này, dòng máy này. Nó sẽ chạy dòng máy này, máy Seiko. Đó, con này chạy 6 chân kính, có một cái búa ở đây. Búa nó tự sạc vào cái đồng hồ. Xoay lên anh em kia cái rạc 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 này. Tự sạc pin. Số 21 650. Số 22 một con Forbel, con này chạy máy pin của Nhật anh em nghe. Mà size to mà có cái đính tròn. Đó, dây đúc. Con này dành cho anh nào mà có cổ tay to hay là thích đeo đồng hồ. Đây là hồ xe to, con chạy pin của Nhật, dây thép đúc và điểm đo cái dây. Dây còn tầm khoảng 17 đô lại nữa nghe, như tại em dư chút xíu nè. Xe lớn. Xe 41,2, số 22,500. Chạy máy Nhật anh em nghe. Con này con Citizen Excel. Dòng Excel là dòng cao cấp của Citizen anh em. Vỏ này vỏ đá, dây cũng Excel luôn, dây ring. Con này form vuông. Con này là size của nó là size nam nữ đều dùng được anh em nghe. 29. Nguồn gốc này thì là tầm khoảng 35,5. Thì nếu mà nữ thì tay to anh em nghe. Đó, con này người ta gọi là size unisex, size ở giữa. Thường là nam, con này của nam này. Chính xác là của nam, nhưng mà nữ dùng cũng được. Số 23-400. Mặt lụa còn đẹp. Con góc của này thì có hơi ố ố xanh xanh chút xíu. Con này chạy máy xịn nha, chạy máy 5 nhân kính. Máy Excel là dòng cao cấp của Citizen. Máy nội địa của Nhật nên nghe. Con này là con Wenger Swiss Military. Con này chạy máy Ronda của Thụy Sĩ. Mặt số rất đẹp anh em. Mặt số rất đẹp. Độ mới rất cao. Cái niền này cũng đẹp lắm anh em. Niền cùng số ring luôn. Bên hông cùng ring. Lớp đá dưới thì nó chữ Wenger. Sinh 1893. Và đóng một cái dao. Dao này dao xếp của Thụy Sĩ anh em nghe. Switch mát anh em. Con này size lớn, dây khóa ring. Đó, dây khóa này. Rồi, đây, nó đã dấu cộng ở đây. Cái logo của Wenger Switch Military. Con này là quân đội đúng nghe, bản quân đội. Quân đội này là quân đội là gọi là thời trang anh nghe. Số 4, size 40. Tất cả ring. Em nhớ con này em bán một lần rồi, nhưng mà con em bán vừa rồi thì nó khóa ring luôn. Thì nó có hộp, con này không có hộp. Con này số 24, 1,2 triệu. Chạy máy Ronda của Thụy Sĩ. Số 25, một con đồng hồ rất đặc biệt anh em. Con Evergreen. Con này có đánh số là 2008 và 1968 phải. Con này là Solar Power, dòng năng lượng. Mặt số con này rất đẹp anh em. Đó, anh em lưu ý là con này là năng lượng anh em nghe, năng lượng ánh sáng không, chứ không phải năng lượng mặt trời đâu. Là nghĩa là có ánh sáng là chạy đâu, không cần thiết phải có mặt trời. Pin cũng lâu nữa. Con này size ngang của nó là 32. Con này size to anh em nghe. Dọc của nó là 37,2. Con này thì em có bỏ một sợi dây may tay. Khóa ring, khóa như vậy em ring này. Đó, cái nước vàng còn khá ok luôn. Còn đẹp. Bóng loáng à. Lên tay đặt đó nè. Đó, dành cho anh em nào mà
ưa thích cái dòng solar power pin năng lượng á. Một trong những dòng đồng hồ mà nếu mà để mới bây giờ cũng rất là đắt tiền á. 625, 650. Sao có đóng đầy đủ luôn nha. Vì những bị lâu ngày bị mờ, góc này đóng chữ solar power này, góc dưới đóng chữ citizen. Đúng là coi chạy máy citizen. Đây cái dòng máy này nè. Dòng máy CDN Watt này, ra văn gốc này E031M. Đó, viên pin này của Panasonic luôn. Rất hay nè. Số 25, 650. Lô này em về 3 sợi dây, hai sợi dây chung. Sợi dây chung này màu bao công có hình hoa văn gì trắng trắng, còn sợi dây đây kiểu như cũng màu vàng, có hơi pha chút xíu. Sợi dây 26 là size của nó là size 16 đây nghe. Còn sợi dây 27 là size 17,7 là 18. Dây chung. Số 26 100, số 27 3 200. Đó, dây này dây của Nhật anh em. Còn sợi này là sợi số 28. Sợi này là đặc biệt của nó là vải rồng anh em nghe. Đó, anh em thấy không? Nó ánh rất đẹp. Thì còn gọi là vải rồng. Sợi dây này mà lấy là sợi dây vàng thì cũng rất giá trị nè. Bỏ mấy cái đồng hồ cao cấp đó. Sợi dây này size 17,7 là size 18 nữa nghe. Đó, sợi dây đầu 18. Vải rồng rất đẹp, sợi dây này của Nhật nè. Mịn lắm. Pia này, con này sợi dây của Nhật thì phải. Sợi dây này không phải là dây chung, dây móc khóa bình thường thôi. Nhưng mà vì em thấy vì nó đẹp quá, thành ra em đem bán 200. Con này em mua về bỏ cái dòng phong vung á, đầu tròn cũng được, rất hay. Số 28. Số 29, một con đồng hồ Tripmate. Con này là của Seiko, hai chân kính, da băng gốc này. Con này cái dạng quang màu xanh xanh lơ, cái vỏ cũng rất đẹp đấy nè, vỏ tuyệt vời luôn đó. Chạy chuẩn giờ, ở này có một nút quặng đây, con này chỉ một nút quặng thôi, và cái một anh em để nguyên á thì anh em chỉnh cái kim đó, kim báo thức này rút ra thì chỉnh kim giờ. Rút ra thì chỉnh kim giờ, giữ nguyên kim giờ. Đó. Tìm chỉnh báo thức. Đó. Con này kêu có vẻ hơi nhỏ nên nghe. Đó, cái dòng này kêu có vẻ hơi nhỏ. Dừng này, chạy. Nhưng mà em nghĩ là ban đêm mà nghe như vậy cũng to rồi. Mặt số rất là đẹp. Con này số 29, 750. Cái vỏ này vỏ kiểu như nó vỏ kim loại này, vỏ nhôm mà nó mạ vàng, hay lắm. Số 30, cũng cùng con này cũng của Nhật nè. Có alarm gốc này. Mặt số rất đẹp. Có trải tia đều. Cọc số học trò. À, vỏ cùng đẹp, vỏ này vỏ xanh rêu. Vỏ da xanh rêu, chống trầy. Con này 850. Con này là cũng khác con kia là có hai ổ cốt nè. Cốt này là cốt. Cốt dưới là cốt giờ nè. Còn cốt trên là cốt rêu. Cái này là cái vặn của cái kim báo thức. Còn trên nha là cái giữa là kim giờ. Đó, để em vặn tới, bật cái nút này lên. Nút này bật tắt rêu này, bạn tới này,
Đây, để thẳng cho em xem. Đó. Con này dây to hơn con số 29. Anh em lên có càng lâu thì em reo càng lâu anh em nghe. Nhớ đừng lên quá tay. Con này số 30, 8 năm rưỡi. Kết thúc video anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em theo dõi video và chúc anh em một ngày mới tốt lành. Chào tạm biệt anh em và hẹn anh em vào thứ 6 tuần này.